Hồng Phượng, nhà tôi nổi tung sau bàn thắng của con trai. Gần 60 người hâm mộ tập trung tại nhà Công Phượng ở Nghệ An đã nhảy lên ăn mừng sung sướng khi cầu thủ này ghi bàn thắng vào lưới Jordan. Tối ngày 20 tháng 1, đội tuyển Việt Nam bước vào vòng 1/8 Asian Cup 2019 gặp đối thủ rất mạnh là Jordan, đội dẫn đầu bảng B ở vòng bảng. Kết quả, chúng ta đã xuất sắc cầm hòa đối thủ 1-1 trong 90 phút thi đấu chính thức và giành chiến thắng 4-2 trên chấm penalty. Với chiến thắng trên, đội tuyển Việt Nam đã lần thứ 2 trong lịch sử góp mặt ở vòng tứ kết Asian Cup, lần đầu là năm 2007. Người ghi bàn thắng duy nhất cho đội tuyển Việt Nam là tiền đạo xứ Nghệ Nguyễn Công Phượng. Phút 51 của trận đấu xuất phát từ cú tạt bên cánh phải của tiền vệ Trọng Hoàng, Công Phượng có mặt trong vòng cấm và tung cú sút tung lưới thủ môn Jordan. Chia sẻ cảm xúc sau trận đấu, ông Nguyễn Công Bảy, bố Công Phượng vẫn chưa hết vui mừng sau chiến thắng của đội tuyển Việt Nam. Vào được đến vòng này, Việt Nam cứ thắng trận nào là mừng trận đó và càng mừng hơn khi Phượng ghi bàn mang lại kết quả hòa ở phút thi đấu chính thức hôm nay. Lúc đó cả nhà tôi như nổ tung, mọi người ăn mừng sung sướng, ông Bảy nói. Ông Bảy cho hay, tối nay có khoảng 60 người đã tập trung tại nhà ông để cùng theo dõi trận đấu và cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam. Có những nhóm cổ động viên từ thành phố Vinh, cách mấy chục km cũng về để hòa chung không khí với mọi người. Mọi người vẫn đang nói chuyện và bình luận sôi nổi về trận đấu. Gia đình tôi giờ vẫn chưa ăn cơm tối nhưng vui quá, quên hết cả đói, ông Bảy chia sẻ lúc 22:30. Bố Công Phượng cũng cho biết thêm, chiến thắng của đội tuyển Việt Nam hôm nay có công rất lớn của thủ môn Văn Lâm khi anh đẩy được một quả pen của đối thủ. Ông cho rằng toàn đội đã thi đấu rất cố gắng, kiên cường và có chiến thắng xứng đáng. Vào tứ kết, Việt Nam sẽ chạm trán đội chiến thắng trong cặp đấu Nhật Bản Saudi Arabia. Đây đều là những đội bóng mạnh bậc nhất châu Á. Nhật Bản hạng 50, Saudi Arabia hạng 69, thường xuyên góp mặt ở các vòng chung kết World Cup và sở hữu tổng cộng 7 chức vô địch Asian Cup. Nhật Bản 4 lần, 1992, 2000, 2004, 2011. Saudi Arabia 3 lần, 1984, 1988 và 1996.